Xin chào tất cả các bạn. Tính đến thời điểm này thì hai cái mẫu flagship mới nhất hiện nay của Sony, đó là Xperia Z3 và Z3 Compact thì đã được bán ra rộng rãi tại nhiều nước trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Những cái phiên bản Z3 mà các bạn đã cầm là phiên bản tiêu chuẩn, chỉ có một SIM. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đối với các bạn một cái phiên bản đặc biệt của chiếc Z3 này, đó là phiên bản 2 SIM mà Sony sản xuất dành riêng cho một số thị trường đặc biệt. Và ví dụ như mình đang cầm ở đây đó là bản dành cho thị trường Đài Loan chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp cái chiếc máy này. Như thường lệ thì ngoài cái việc là bên trong máy nó khác ra thì hộp của các bạn sẽ hoàn toàn giống hệt với cái form của Xperia Z3 trước đó các bạn nhìn thấy, ngoại trừ thêm cái chữ dual ở trên này để ám chỉ rằng chiếc máy chúng ta lắp được 2 SIM. Và đây là chiếc Xperia Z3 dual của chúng ta, màu đồng trông khá là đẹp và sang trọng. Toàn bộ các phụ kiện của các bạn sẽ được để phía dưới. Ở đây các bạn sẽ có những phụ kiện rất là quen thuộc và giống hệt như phiên bản tiêu chuẩn. Các bạn sẽ có một cái tai nghe MA410C, cái cáp micro USB và đương nhiên rồi là một cục sạc. Cái cục sạc này thì là dành cho thị trường Đài Loan, nên là các bạn sẽ thấy là dạng sạc 3 chân chứ không phải là dạng 2 chân tròn như thường lệ các bạn thấy bản chính hãng ở Việt Nam. Cái Z3 mình đang cầm trên tay hiện nay nó là phiên bản màu đồng, một trong số những mẫu mới toanh mà Sony mới giới thiệu trên cái dòng Z3 mới này. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái điều đặc biệt nhất mà ai có thể nhận ra, đó là nó chẳng có gì khác biệt cả. Mặc dù đó là phiên bản 2 SIM nhưng mà các bạn nhìn qua thì toàn bộ các thiết kế ở trên chiếc máy này nó hoàn toàn không khác biệt gì so với phiên bản tiêu chuẩn 1 SIM mà các bạn nhìn thấy trước đây. Vẫn là dạng thiết kế Omnibalance với viền kim loại và hai mặt kính rất là quen thuộc rồi, giống hệt rồi. Ở cả hai bên của cạnh máy các bạn vẫn sẽ có nắp đậy để che các cổng của các bạn đi. Và ở đây thì cái cách bố trí các cổng nó sẽ hơi khác một tí. Ở phía bên cạnh trái của máy thì đây sẽ là các bạn sẽ có một cổng micro USB để có thể cắm sạc cũng như là giao tiếp với máy tính. Và cái tương lai cái thẻ cắm thẻ micro SD cũng sẽ được đưa cùng chỗ với cái cổng cắm micro USB này. Và ở dưới thì như thường lệ sẽ là cục sạc, cái đầu cắm cổng sạc 5 châm để các bạn để sử dụng cái dock sạc. Còn lại thì lần này toàn bộ khe SIM của các bạn sẽ được đưa về phía bên cạnh phải của máy ở đây. Và các bạn sẽ nhìn thấy tận 2 khe SIM ở đây. Và như cũng giống như lần trước thì lần này chiếc Z3 Dual của các bạn sử dụng chuẩn nano SIM, bé hơn rất là nhiều so với thường lệ. Cái điều duy nhất là mình khó chịu với chiếc Z3 này và cả chiếc Z3 Dual này nữa, đó là việc Sony vẫn sử dụng khe SIM rời này, rất là bất tiện. Đặc biệt là nếu như các bạn mà làm rơi thì sẽ rất là vất vả để có thể tìm mua lại một chiếc khác. Và còn lại thì toàn bộ các phím bấm sẽ vẫn được giữ nguyên vị trí như là bản tiêu chuẩn. Ở đây các bạn sẽ có một nút nguồn, nút điều chỉnh âm lượng và cuối cùng là một phím bấm cứng để các bạn thể chịu bảnh riêng, kích hoạt nhanh cái ứng dụng này. Còn lại ở phía trên đỉnh của máy là micro phụ và cổng cắm tai nghe 3.5mm, ở phía dưới chúng ta không có gì cả. Z3 năm nay của Sony thì vẫn được giữ nguyên kích thước màn hình, với panel màn hình có kích thước 5.2 inch được phân giải Full HD, vẫn giữ nguyên như hồi Z2 chứ không chạy theo xu hướng 2K như các bạn thì thấy với các mẫu flagship năm nay. Hai giải loa ngoài stereo của các bạn thì lần này được đẩy vào phía sâu phía trong màn hình hơn, thay vì làm ở phía sát với viền của máy như Z2 trước đó đã làm. Trong khi đó ở mặt sau máy thì như thường lệ các bạn sẽ thấy rất là đơn giản, gần như không có gì nhiều chi tiết. Các bạn sẽ chỉ có một logo Sony và Xperia ở đằng sau mà thôi. Còn lại vẫn là camera với độ phân giải 20.7 megapixel được trang bị cùng với đèn flash LED để hỗ trợ cho các bạn. Và như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn bài mở hộp về chiếc Xperia Z3 phiên bản 2 SIM này. Cái phiên bản 2 SIM này của Sony thực sự đã đánh trúng vào tâm lý của rất nhiều người dùng smartphone ở Việt Nam hiện nay. Để biết thêm chi tiết về giá bán cũng như các thông số kỹ thuật khác của chiếc Z3 này, xin mời các bạn truy cập vào trang chủ của Cellphone.net. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.